Thế còn chiều dài của dây là L, được chưa? Như vậy thì mình sẽ thấy ngay là cái con lắc này là tại một cái vị trí bất kỳ, bao giờ nó cũng nằm ở trên cái đường tròn. Như vậy thì mình sẽ có ngay cái phương trình đường tròn của nó, đó chính là phương trình x bình cộng với y bình thì bằng L bình, đúng nhỉ? Như vậy thì mình sẽ chuyển vế cái biểu thức đấy, mình sẽ có ngay đó chính là x bình này, cộng với y bình trừ đi L bình bằng 0. Đấy. Có nghĩa rằng là con lắc này nó không thể chuyển động tự do được mà nó bị dàn buộc bởi cái dây. Như vậy thì mình sẽ có cái phương trình liên kết thứ hai. Đấy. Như vậy để biểu diễn cho con lắc chuyển động mặt phẳng thì mình có hai phương trình liên kết. Thế mà ở đây á, mình chỉ xét mỗi con lắc là một cái chất điểm này thôi. Như vậy thì mình sẽ có ngay là cái con lắc này của ta nó sẽ có một bậc tự do, bởi vì là mình sẽ có 3 này nhân với một chất điểm này trừ đi hai phương trình liên kết này, như vậy thì nó sẽ bằng 1 3 này, đúng nhỉ? Nhân với một chất điểm này trừ đi hai phương trình liên kết cô vừa đọc, đúng nhỉ? Trừ đi 2. Đấy, như vậy thì mình sẽ có số bậc tự do sẽ bằng 1. Thế còn nếu như mà con lắc này mà chuyển động ở trong trong không gian thì ở trong không gian thì mình sẽ bớt cái phương trình z bằng 0 đi, nó không còn phương trình đấy nữa. Và cái phương trình biểu diễn cho liên kết của con lắc ấy là nó sẽ chuyển động trong không gian, như vậy nó sẽ là con lắc cầu. Tức là nó bị dàn buộc bởi một cái mặt cầu. Thế nên là chúng ta sẽ có phương trình liên kết của nó sẽ là phương trình x bình cộng với y bình cộng với z bình trừ đi L bình bằng 0. Đấy, như vậy thì mình đối với trường hợp mà con lắc mà chuyển động ở trong không gian ấy thì mình sẽ có hai bậc tự do, bởi vì nó sẽ bằng 3 này nhân với 1 này trừ đi 1. Được chưa? Đấy là với lại chất điểm chúng ta có thể tính ra bằng cái công thức số bậc tự do là n bằng 3n chia s. Thế còn hôm trước cô cũng hướng dẫn các em một cái cách để chúng ta xác định số bậc tự do ấy, mà đối với những cái bài toán có nhiều bậc tự do và nó đơn giản như là bài toán phẳng mà sau này chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu ở cái phần đấy ấy, thì cách xác định số bậc tự do khá là đơn giản. Đơn giản ở chỗ là mình có thể xét cái khả năng chuyển động của hệ để mình chỉ ra số bậc tự do của hệ. Như hôm trước cô đã chỉ ra một cái trường hợp đó chính là con lắc elliptic, đúng ví dụ như là con lắc elliptic như này thì đây nó chính là một cái hệ phẳng thì chúng ta sẽ thấy ngay là muốn xác định số bậc tự do của cái con lắc này ấy, thì mình tưởng tượng như là mình cố định vật A này lại. Tức là mình có thể tưởng tượng bằng cách là mình cố định từng vật ở trên hệ lại để xem cái tính chất chuyển động của các cái thành phần còn lại. Ví dụ như là ở đây mình muốn cố định vật A này lại thì mình thấy là thanh AB của mình vẫn lắc đi lắc lại quanh A được. Như vậy cơ hệ này không thể là một bậc tự do. Rồi là mình cố định thanh AB lại, tức là gắn cứng ở cái gối A cho cái thanh AB gắn chặt vào con trượt thì con trượt vẫn có thể chuyển động theo phương ngang được. Như vậy thì cái cơ hệ này của chúng ta vẫn hoàn toàn chuyển động. Như vậy thì mình không thể dùng một bậc tự do để mình biểu diễn cơ hệ này. Vậy thì mình có thể suy ra cơ hệ này của chúng ta muốn khống chế chuyển động của nó thì chúng ta vừa phải cố định con trượt lại vừa phải cố định thanh AB. Như vậy cơ hệ này sẽ có hai bậc tự do. Đây cũng là một cái cách để chúng ta chỉ tính đối với lại hệ phẳng nhé. Với hệ phẳng thì có thể tính như vậy. Hoặc là chúng ta có thể nhìn một cái trường hợp như là con lắc kép. Con lắc kép. Chúng ta nhìn hình vẽ đây nhé, chứ không để ý gì đến các cái chữ ở bên cạnh, đúng không nhỉ? Con lắc kép. Thế con lắc này thì chúng ta thử đoán trong cơ hệ này có bao nhiêu bậc tự do? Con lắc kép. Hai bậc. Rồi cơ hệ này chúng ta sẽ có hai bậc tự do, bởi vì con lắc kép này của chúng ta ở trong này người ta đang viết chữ tọa độ xy, đúng chưa? Xy. Đấy, có nghĩa là con lắc này chuyển động trong mặt phẳng. Thế nên là đối với con lắc này thì chúng ta cũng sẽ có hai bậc tự do thôi. Nếu chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy là nếu mà mình cố định thanh OA này lại thì thanh AB của chúng ta nó vẫn chuyển động quanh A, bởi vì A của chúng ta sẽ là bản lề. Thế còn nếu mà mình cố định cái khớp A này lại, tức là cho khớp A là khớp cứng, thì khi đó mình sẽ có cái dạng như là một thanh OAB cứng của chúng ta nó sẽ lắc quanh quanh ô, đúng nhỉ? Như vậy thì nó vẫn hoàn toàn chuyển động được. Vậy thì cơ hệ này của chúng ta sẽ có hai bậc tự do, đúng chưa? Và chúng ta muốn biểu diễn được cái vị trí của cái cơ hệ này thì chúng ta cần phải có ít nhất là hai thông số độc lập. Như vậy thì đối với lại những cái trường hợp mà cơ hệ của chúng ta là hệ phẳng ấy thì chúng ta có thể
không cần phải sử dụng cái công thức n của chúng ta bằng 3n nhỏ trừ s. Chúng ta cũng có thể suy được ra số bậc tự do. Thế còn trong những trường hợp mà cơ hệ là hệ vật rắn ấy, mà chúng ta muốn dùng cái biểu thức 3n trừ s này này, thì chúng ta phải để ý vào các cái điểm đặc biệt, cái điểm khớp nối đặc biệt ấy. Chứ còn nếu mà mình biết là một vật rắn thì có vô số điểm mà mình dùng công thức này ấy, thì nó sẽ rất rất khó để tưởng tượng nhỉ. Cái khái niệm mà ở giờ trước mà chúng ta phải nhớ nữa, đó chính là tọa độ suy rộng. Đấy. Sau này thì các cái phương trình của chúng ta đều được viết thông qua tọa độ suy rộng. Thế nên là chúng ta phải nắm được cái khái niệm về tọa độ suy rộng. Thực ra thì tọa độ suy rộng thì nó chỉ là các cái tham số bất kỳ để đủ để chúng ta xác định vị trí của hệ. Thế nhưng ở trong cái phần tọa độ suy rộng ấy, thì các em lưu ý là mình phải chọn được tọa độ suy rộng đủ. Chúng ta không quan tâm đến tọa độ suy rộng dư, mà chúng ta phải chọn được tọa độ suy rộng đủ. Thế còn tọa độ suy rộng đủ là tọa độ như nào? Là cái số tọa độ đấy ấy, nó phải bằng với số bậc tự do và nó độc lập tuyến tính với nhau. Ví dụ như là chúng ta có con lắc ở ở trên trên slide ấy, thì chúng ta thấy là mình có con lắc chuyển động phẳng chẳng hạn. Bây giờ mình muốn biểu diễn vị trí của con lắc thì chúng ta biết là con lắc này mà chuyển động phẳng thì chỉ có một bậc tự do thôi. Do đó mà mình chỉ cần một thông số để mình xác định được vị trí của con lắc, đúng nhỉ? Thế thì mình có thể sử dụng cái góc mà tạo bởi giữa cái dây của con lắc ấy với lại cái phương thẳng đứng chẳng hạn, mình gọi là góc phi. Như vậy thì chỉ cần biết góc phi đấy là mình biết được vị trí của con lắc. Thì cái góc phi ấy, người ta sẽ gọi cái tọa độ phi ấy, gọi hay là quy bằng phi ấy, là tọa độ suy rộng đủ. Thế còn người ta có thể sử dụng một cái cách khác. Ví dụ như là vì là con lắc nó chỉ là một chất điểm mà chuyển động trong mặt phẳng. Như vậy thì mình biết là muốn xác định vị trí của chất điểm thì ở trong mặt phẳng thì mình chỉ cần biết được tọa độ của cái chất điểm đấy, tức là biết được tọa độ x và tọa độ y. Như vậy thì sử dụng cái Q1 mà bằng x xong rồi Q2 bằng y ấy, đúng nhỉ? Thì cũng được, vẫn xác định được vị trí của con lắc, nhưng mà cái tọa độ đấy của chúng ta thì lại phải cần đến hai thông số liền, mà hai thì lại lớn hơn số bậc tự do của cái cơ hệ này là một, thì cái tọa độ x và y ấy, người ta gọi là tọa độ suy rộng dư. Vậy thì mình cũng không quan tâm. Đấy. Thế còn khi mà mình đã chọn được tọa độ suy rộng đủ rồi, tức là mình chọn phi là tọa độ suy rộng đủ, thì cái tọa độ suy rộng x, y này thì nó có thể được biểu diễn thông qua cái tọa độ phi. Đấy, như vậy thì mình có thể, nếu như biết chiều dài của cái con lắc ấy, của cái dây lắc là L, thì mình sẽ biết ngay gọi phi là cái góc mà tạo bởi giữa dây lắc với phương thẳng đứng chẳng hạn. Thì mình sẽ biết ngay x thì sẽ bằng là L nhân với lại sin phi, còn y thì sẽ bằng L cos phi, đúng nhỉ? Mình có thể tính được ngay cái mối quan hệ giữa cái tọa độ của các cái chất điểm mà theo cái tọa độ suy rộng đủ. Để hiểu rõ hơn cái tọa độ suy rộng đủ này thì chúng ta có thể nhìn vào cái cơ cấu con lắc kép nhé. Như cái cơ cấu con lắc kép này chúng ta cũng vừa biết ấy là mình có hai bậc tự do đúng không? Mình có hai bậc tự do mình vừa xác định được. Thế bây giờ đối với con lắc kép ấy, thì có rất rất nhiều cách để mình có thể biết được vị trí của con lắc này. Đấy. Như vậy thì cái cách thứ nhất ấy, mình có thể dùng hai góc, đúng nhỉ? Đấy, mình có thể dùng hai góc là góc phi và góc góc theta để mình xác định được vị trí của con lắc. Biết được góc theta thì mình biết được vị trí của thanh OA. Sau đó thì biết được cái góc phi thì mình sẽ biết được vị trí của thanh AB. Như vậy thì cái cách đầu tiên để muốn xác định vị trí của con lắc thì mình sẽ cần hai góc là góc góc theta và góc phi. Như vậy đấy là một cách. Cách thứ hai mình muốn xác định vị trí của cái con lắc này, mình cũng có thể dùng một cái cách khác. Đấy. Ví dụ như là mình biết được tọa độ x này, biết được tọa độ y của điểm A này, đúng nhờ? Xong rồi bây giờ mình biết được cái góc góc phi là góc tạo bởi giữa cái thanh AB với phương thẳng đứng. Thì mình vẫn cũng có thể xác định được vị trí của con lắc đấy. Bởi vì là biết được xa ia là biết được thanh OA rồi. Sau đó thì biết thanh AB của chúng ta được xác định bằng vị trí là cái góc phi mà quay tương đối quanh A, đúng nhỉ? Như vậy thì mình vẫn hoàn toàn có thể xác định được vị trí của con lắc ở thời điểm bất kỳ. Như vậy đấy cũng là một cách để xác định vị trí. Tương tự như thế, mình cũng có thể là biết tọa độ của điểm A, tọa độ của điểm B, đúng nhỉ? Tức là biết thông số, bốn thông số, xa ia, xb ib này.
Rồi là mình cũng có thể sử dụng là mình sử dụng góc theta này, rồi là tọa độ của điểm B, mình cũng có thể xác định được vị trí của con lắc. Đấy. Như vậy cùng một cái cơ hệ như này thì có tới bốn cách để chúng ta có thể xác định được vị trí của một cái con lắc kép. Thế nhưng mà trong bốn cách này thì chúng ta sẽ chọn cách đầu tiên, bởi vì là cơ hệ này của chúng ta chỉ có hai bậc tự do. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái tọa độ suy rộng đủ của nó ấy, là nó sẽ bằng 2, tức là chúng ta sẽ có Q1 thì bằng theta, Q2 thì bằng bằng phi. Thì chọn Q và phi thì các cái tọa độ này của chúng ta nó mới độc lập với nhau, nó không thể biểu diễn qua nhau được. Thế còn nếu mà mình chọn cái cách thứ hai, tức là mình dùng ba thông số để xác định, thì tọa độ này chính là tọa độ suy rộng dư, và ba thông số này không độc lập bởi vì là chúng ta thấy tọa độ x và y của chúng ta nó dàn buộc với nhau, xa và ia này, nó dàn buộc với nhau. Thế dàn buộc ở cái gì? Dàn buộc là cái thanh OA này của chúng ta là một cái thanh tuyệt đối cứng đúng không nhỉ? Đấy, cái thanh OA này, hay nói cách khác là nó dàn buộc cái vị trí của điểm A ở đây ấy, là mình sẽ phải có xa bình phương này cộng với ia bình phương này thì bằng OA bình phương. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ có cái mối quan hệ giữa hai thông số này của chúng ta sẽ được biểu diễn vào một cái phương trình liên kết, đó chính là x bình cộng với y bình trừ đi OA bình phương bằng 0. Đúng rồi. Như vậy thì nó bị phụ thuộc. Tương tự như thế thì đối với nếu mà mình chọn cái cách thứ ba thì cũng tương tự. Tọa độ xBIB này của chúng ta ấy, xBIB này nó cũng phụ thuộc với nhau, đúng nhỉ? xBIB nó phụ thuộc với nhau bằng biểu thức nào? Chúng ta có thể nhìn ở trên hình, chúng ta đọc luôn được cái quan hệ giữa xBIB với nhau, cái biểu thức liên kết ấy. Ai đọc đó? Nếu như dùng cái biểu thức thứ ba này thì giữa x, y của chúng ta nó có mối quan hệ với nhau như nào? XB chứ XA tất cả bình với cả IB chứ IA tất cả bình Cộng cộng IB trừ IA tất cả bình à. trừ đi AB bình phương bằng 0 đúng nhá? Đúng chưa? Tức là cái đoạn AB này này, mình có XB trừ đi XA bình phương này. Nếu mà mình tính theo góc theta thì XA này chúng ta nhớ nó chính là bằng OA mà nhân với lại sin theta đúng không? Như vậy thì nó sẽ thành là xb trừ đi OA nhân với lại sin theta này bình phương này đúng không? Cộng với lại IB này trừ đi cái đoạn IA này, cái IA thì nó chính là L mà nhân với lại cos đúng không nhỉ? Cos theta bằng gì? Bằng AB đúng nhỉ? Bằng AB. Thế nói khác là mình gọi là L2 thì chính là trừ đi L2 bằng 0. Đấy. Như vậy thì nó vẫn bị phụ thuộc với nhau bằng một cái biểu thức. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu sử dụng ba thông số này thì nó không độc lập. Thế tương tự thì biểu thức 4 đúng nhỉ? Thì ở đây là cứ để xy thì giống như bạn vừa đọc đấy, tức là chúng ta sẽ có xb trừ đi xa bình phương cộng với ib trừ đi a bình phương trừ đi ab bình bằng 0 đúng nhỉ? Tức là ở đây chúng ta cũng có cái mối dàn buộc với nhau. Rồi là cái dàn buộc thứ hai nữa, cái này chúng ta dùng 4 à, 4 thì sẽ phải có hai cái dàn buộc. Cái dàn buộc thứ hai của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ có ngay là x bình cộng với y bình trừ đi OA bình phương bằng 0 đúng nhỉ? Nhưng mà có bốn thông số thì có hai phương trình liên kết được chưa? Như vậy thì vẫn có hai bậc tự do. Đấy. Như vậy thì ba cái cách biểu diễn 2, 3, 4 thì người ta gọi là tọa độ suy rộng dư, thế còn một này người ta gọi là tọa độ suy rộng đủ, và người ta thường đặt Q1 thì bằng phi, Q2 thì Q1 thì bằng theta, Q2 bằng phi. Thế sau này gặp những cái trường hợp con lắc kép, tại sao khi biểu diễn người ta biểu diễn qua qua hai cái góc, là vì là cơ hệ này chỉ có hai bậc tự do. Như vậy tọa độ suy rộng thì chúng ta thấy rất quan trọng, bởi vì nếu như mà chúng ta xác định số bậc tự do mà sai ấy, thì sẽ chọn cái tọa độ suy rộng đủ của chúng ta nó cũng sẽ bị sai, và cái hệ phương trình nó mặc dù nó rất phức tạp nhưng sau khi chúng ta biểu diễn xong nó cũng không đúng. Thế còn ở trong cái phần hôm trước chúng ta đang đang dừng lại để chúng ta nói đến một cái đại lượng rất quan trọng, đó chính là
cái khái niệm về công khả dĩ và từ công khả dĩ để chúng ta tính ra lực suy rộng đúng nhỉ? Thế thì công thêm một cái khái niệm nữa là công khả dĩ, thì chúng ta thấy là công khả dĩ thì nó cũng giống như là công của di chuyển thực ấy. Hôm trước mà chúng ta tính ở trong bài cái phần nguyên lý công năng lượng ấy đúng nhỉ? Công động năng ấy, thì cái biểu thức công khả dĩ được tính tương tự, chỉ có là mình đang tính công khả dĩ thì mình không viết là d thẳng mà viết là d cong thôi. Thế thì ở trên cái biểu thức công khả dĩ thì mình sẽ tính ra cái biểu thức của lực suy rộng. Thì cái biểu thức của lực suy rộng này rất quan trọng này. Và chúng ta phải biết cách tính lực suy rộng thì chúng ta mới lập được phương trình chuyển động, vi phân chuyển động của hệ. Thế thì ở trong cái biểu thức lực suy rộng này ấy, thì hôm trước chúng ta đưa ra sau khi biến đổi đúng nhỉ? Sau khi biến đổi thì chúng ta có 3 cách đúng nhỉ? Chúng ta có 3 cách để chúng ta tính lực suy rộng. 3 cách. Ở trên hình là công thức này. Cái này các em hôm trước về có biến đổi lại hoặc là có xem lại công thức này không? Cái công thức tính lực suy rộng á. Đây chính là công thức tổng quát để tính lực suy rộng này, là cách 1 này. Cách thứ hai đó chính là cái biểu thức mà chúng ta tính qua hàm thế năng. Chúng ta nhớ là thế năng của chúng ta thì ngược với công nhá. Ngược với công, hôm trước chúng ta tính công rồi thì thế năng nó sẽ bằng trừ của công. Thì chúng ta có thể tính lực suy rộng thông qua thế năng. Thì khi đó lực suy rộng của chúng ta sẽ bằng trừ đạo hàm của hàm thế năng theo các tọa độ suy rộng đủ. Cách thứ hai. Thế còn cách thứ ba ấy, thì chúng ta có thể tính qua biểu thức công khả dĩ. Sau đó thì chúng ta nhóm các cái dịch chuyển khả dĩ theo các tọa độ suy rộng đủ ra với nhau. Và cái biểu thức đứng trước cái tọa độ suy rộng đủ ấy, thì nó chính là biểu diễn cho lực suy rộng. Đấy như vậy cái cách đấy là cách thứ hai. Còn cách thứ ba ấy, thì nếu như cơ hệ của chúng ta có nhiều các cái tọa độ có nhiều số bậc tự do ấy, tức là ứng với là có nhiều tọa độ suy rộng đủ ấy, thì khi mà có các cái lực tác dụng phức tạp thì chúng ta muốn tính lực suy rộng ứng với từng cái tọa độ suy rộng đủ thì chúng ta có thể cho các cái tọa độ còn lại nó dừng lại để mình tính trên từng cái dịch chuyển một, rồi mình sẽ suy được ra lực suy rộng. Thì cô sẽ lấy từng cái ví dụ cho những cái trường hợp này để minh họa cho mọi người. Thế thì đầu tiên thì mọi người nhìn lại cái slide nhé. Thì đây là tất cả các cái cách để chúng ta tính lực suy rộng, nó chỉ có ở trên slide thôi. Đây là các cái công thức đúng nhỉ? Thế thì như hôm trước cô nói ấy, là cái công thức 1 này này, cái biểu thức tổng quát này này, cái biểu thức tổng quát ấy, ý nghĩa của nó ấy, thì chúng ta thấy là K, cái chỉ số K nhỏ ấy, là số các lực nhé. K nhỏ ấy, trong cái biểu thức này lưu ý là K nhỏ là số các lực. Thế còn Y của chúng ta ấy, thì nó chính là các cái tọa độ suy rộng, thì nó sẽ bằng với lại số bậc tự do. Đấy, tức là nếu như cơ hệ của chúng ta mà có hai bậc tự do thì chúng ta sẽ có hai cái quy lớn. Đúng nhỉ? Nếu như chọn tọa độ suy rộng ta là x thì chúng ta sẽ có quy x, chọn tọa độ suy rộng là phi thì chúng ta sẽ có quy phi. Thế còn fkx, fky, fkz ấy, thì chúng ta biết rồi, đây nó chính là hình chiếu của các lực f mà theo phương x, phương y, phương z, được chưa? Thế còn tọa độ xk, yk, zk này thì nó chính là tọa độ của điểm đặt lực. Đấy. Thế còn cái quy y của chúng ta nó chính là tọa độ suy rộng đủ. Thế như gì như cô vừa nói ấy, là khi mà mình đã chọn được số, mình đã xác định được số bậc tự do, mình chọn được tọa độ suy rộng đủ ấy, thì tọa độ đề các của mình ấy sẽ được biểu diễn qua tọa độ suy rộng. Thế nên là các cái xk này nó sẽ là hàm của các quy y, và từ đấy chúng ta sẽ đạo hàm riêng, chúng ta sẽ thay vào công thức. Đấy, cái công thức này nó thể hiện điều đấy. Hôm trước bảo các em về nhà đọc, không biết đã xem lại chưa. Thế còn trong trường hợp mà cơ hệ của chúng ta ấy, bao gồm các lực thế, các lực có thế, các lực có thế hôm trước cô nói rồi, đó chính là các lực mà công của nó không phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động, nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu điểm cuối, như là lực đàn hồi hoặc là trọng lực. Thì cái cơ hệ mà chịu tác dụng của các lực là lực đàn hồi này, trọng lực, thì người ta gọi là cơ hệ chịu các lực thế. Vậy thì trong những trường hợp như vậy ấy, thì mình sẽ đi ấy, lập hàm thế năng của hệ, sau đó thì mình sẽ thực hiện là tính đạo hàm riêng của hàm thế năng theo các tọa độ suy rộng. Đấy nhỉ? Và nhớ là lấy dấu trừ. Đấy là cái cách thứ hai. Thế còn biểu thức thứ ba thì tính qua công khả dĩ.
Thứ ba là chọn suy rộng đặc biệt. Chúng ta sẽ lấy một ví dụ nhé. Hôm trước chúng ta đang ở ở cái ví dụ này rồi đúng không? Chúng ta nhìn vào cái ví dụ một này. Cái ví dụ này thì hôm ở trong cái bài định lý động năng công đấy đúng nhở, thì chúng ta cũng đã gặp cái trường hợp này rồi chưa, chúng ta đi tính công của các lực tác dụng lên liên hệ đúng nhở. Thế thì ở đây chúng ta tính công khả dĩ, rồi chúng ta suy ra lực suy rộng ứng với tọa độ suy rộng, ở đây nó chính là góc quay quay theta đúng nhở. Như vậy thì để chúng ta tính được lực suy rộng ấy, thì đầu tiên thì mình phải xác định được tất cả các lực tác dụng lên cái cơ hệ này. Tác dụng. Thế thì ở đây nhìn vào cơ hệ thì chúng ta thấy ngay là lực tác dụng lên cơ hệ này của chúng ta nó chỉ có trọng lực V kép và ngẫu lực C thôi đúng nhỉ? C theta. Cơ hệ này có một bậc tự do và mình cũng đã chọn cái tọa độ suy rộng của chúng ta là góc góc quay theta đúng nhỉ? Thế vậy nếu dùng công thức công khả dĩ thì chúng ta sẽ thấy ngay là công khả dĩ của tất cả các lực tác dụng lên cơ hệ này chỉ bao gồm có công của trọng lực cộng với lại công của ngẫu lực. Thế công của ngẫu thì chúng ta biết là bằng ngẫu mà nhân với góc quay. Như vậy thì mình sẽ có ngay nó chính là bằng C theta nhân với delta theta đúng nhỉ? Thế còn công của trọng lực thì chúng ta cũng có công thức rồi, nó chính là bằng cộng trừ mgh đúng nhỉ? Thế nhưng ở đây ấy, chúng ta đang tính công công nguyên tố, do đó đây chúng ta sẽ viết thành là delta h, tức là cái dịch chuyển theo phương thẳng đứng do cái trọng lực gây ra, được chưa? Thế thì chúng ta thấy là cái góc theta của chúng ta thì mình đang chọn là nó đi lên đây này, chiều mũi tên của nó đi lên, mình chọn cái tọa độ như thế đúng nhỉ? Thì cái lực này của ta thì nó đi đi xuống, do đó nó sẽ sinh công âm đây này, được chưa? Công âm. Thế thì chúng ta thấy h h của chúng ta ấy, đầu tiên thì nó đang ở cái vị trí ở đây. Bây giờ đến cái vị trí bất kỳ ấy, thì cái h của chúng ta nó sẽ được một đoạn nó chính là bằng gần này. Đúng nhờ? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay là h của chúng ta sẽ bằng là l trên 2 trừ đi l trên 2 cos theta. Thế mà cái công thức để chúng ta tính cái dịch chuyển khả dĩ này này thì chúng ta có thể sử dụng cái công thức ở cái phần trước của chúng ta đây. Delta x cái delta ở đây nha, chúng ta nhớ là d thì là dịch chuyển thực, thế còn delta của ta là chúng ta dịch chuyển khả dĩ, nên chúng ta đừng biểu diễn nó nhầm lẫn như chỗ này nhá. Đấy. Như vậy thì mình có thể sử dụng cái công thức này này. Mình muốn ví dụ x là hàm của tọa độ suy rộng quy y chẳng hạn, thì khi đó mình muốn tính dịch chuyển của x thì mình sẽ phải đạo hàm nó của x theo các tọa độ suy rộng rồi là nhân với lại cái dịch chuyển khả dĩ trên cái tọa độ suy rộng đấy. Thế tương tự nhá, mình thấy h này, các em nhìn này. H thì nó bằng l trên 2 trừ đi l trên 2 cos theta. Như vậy thì d theta mình đang cần tính theo theta thì mình sẽ đạo hàm h này của chúng ta này theo theta này, xong đó nhân với lại delta theta. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ có ngay là đạo hàm cái này theo theta thì có phải là L trên 2 là hằng số rồi, đạo hàm theo theta sẽ bằng 0 đúng không nhỉ? Cái cụm đằng sau này mà đạo hàm theo theta thì nó sẽ thành là gì? Cos này thì nó sẽ thành là trừ sin, như đằng trước có trừ nữa đúng không nhỉ? Thì nó thành cộng. Nhưng mà đằng trước này nó còn có một dấu trừ nữa nên là nó sẽ thành trừ. Vậy cos này chúng ta cái cụm đằng sau là mg delta trừ L trên 2 cos theta, đạo hàm ra thì mình sẽ có nó bằng là mg L trên 2 sin theta d theta. Đúng chưa? Đấy. Như vậy delta h của chúng ta bây giờ nó sẽ là cái cụm này, delta h đây. Vậy mình thay vào công thức. Để delta h đây. Vậy mình thay vào công thức. Sau đó thì mình nhóm những cái đại lượng nào ứng với cái dịch chuyển khả dĩ delta theta ra. Nhỉ? Thì cái biểu thức còn lại ấy, đúng nhỉ? Thì nó sẽ biểu diễn cho lực suy rộng ứng với tọa độ suy rộng quy theta. Đây là chúng ta tính theo công khả dĩ. Nhưng mà mình thấy tính theo công khả dĩ cũng là cái cách mà tính nhanh nhất, bởi vì là nó giống như là cái kiến thức mình học ở trong cái phần trước nên nó không có gì mới
mà mình phải cần phải phải học thêm cả. Nó chỉ có cái biểu thức này thì các em lưu ý thôi. Lấy một cái ví dụ khác nhá. Để lấy một cái trường hợp mà lực của nó gồm có các cái lực có thế nhá. Đây là cơ hệ này của chúng ta được gọi là con lắc elliptic. Đây là một cái con lắc elliptic. Thì ở trong cái phần trước chúng ta vừa xác định được là cơ hệ này của chúng ta ấy, thì có hai bậc tự do. Đấy. Và chúng ta chọn hai cái tọa độ suy rộng của chúng ta ấy, đó chính là tọa độ x và tọa độ phi. Ở đây chúng ta chọn x này và tọa độ phi. X thì để biểu diễn cho dịch chuyển của cái con trượt. Thế còn phi này chúng ta là biểu diễn cái góc quay của thanh AB quanh A. Đấy. Như vậy thì hai cái tọa độ x và y này của chúng ta ấy, nó độc lập với nhau và nó đủ để xác định vị trí của cái cơ hệ này. Nên là ở đây chúng ta sẽ có x và phi của chúng ta là các tọa độ suy rộng đủ. Như vậy thì chúng ta sẽ có Q1 thì chính là bằng x đấy, còn Q2 của chúng ta chính là bằng phi. Như vậy ở đây bài này người ta yêu cầu chúng ta xác định cái biểu thức của lực suy rộng. Đúng chưa? Tức là chúng ta phải đi tìm xem là Qx thì bằng gì. Và Q phi thì bằng gì. Đi tìm hai cái đại lượng này. Các cái thông số bài cho ở đây thì bài đã cho khối lượng của con trượt A rồi này, của thanh AB rồi này, rồi là độ cứng của lò xo, rồi chiều dài của thanh thì cho hết rồi đúng nhỉ? Bây giờ chúng ta đi xác định hai cái biểu thức Qx và Qphi này. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người các em xác định bằng hai cách nhá. Cách một là chúng ta có thể sử dụng cái tọa độ đặc biệt. Đặc biệt thì như nào? Tức là như cô vừa nói ấy, là nếu như cơ hệ mà có nhiều bậc tự do ấy, mà các em nhìn vào cái hệ đấy thấy nó phức tạp quá, không biết nó chuyển động như nào, cái này thì dịch, cái này thì quay, thì tính tính nó khó, nếu thấy tưởng tượng như là mình khó quá thì mình có thể làm cách là mình muốn tính cái dịch chuyển cái tọa độ suy rộng theo phương x chẳng hạn, thì mình sẽ cho cái phi này của mình bằng hằng số, tức là không cho cái thanh AB quay nữa mà cố định nó lại, đúng nhỉ? Sau đó thì chúng ta sẽ quan sát xem là những cái lực nào mà gây ra trên cái dịch chuyển x, tức là tác dụng lên cái con trượt này làm cho nó di chuyển theo phương ngang, thì những cái thành phần đấy sẽ sinh công. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy là phân tích các lực tác dụng lên cơ hệ này ra, thì chúng ta thấy các lực tác dụng lên cơ hệ này của chúng ta chỉ gồm có ba lực, đó chính là ở đây là chúng ta không quan tâm đến các phản lực liên kết ở đây nhé, vì ví dụ như ở đây chúng ta có cái giữa cái con trượt này với lại cái thanh ấy thì nó sẽ có liên kết tựa, nhưng mà cái thành phần đấy nó không sinh công, đúng chưa? Nên những lực nào mà không sinh công thì chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm đến những lực sinh công thôi. Thế thì chúng ta thấy là có trọng lực này, W1 con trượt này, rồi W2 này, có lực đàn hồi đúng nhỉ? Là những cái lực hoạt động tác dụng lên cơ hệ. Thế bây giờ chúng ta muốn cơ hệ có hai bậc tự do, như vậy thì chúng ta muốn tính Qx chẳng hạn. Bây giờ mình muốn tính Qx thì mình có thể bằng cách là mình cố định tọa độ phi lại chỉ cho x chuyển động thôi, tức là cho delta x của mình thì khác không, còn delta phi của mình thì sẽ bằng không. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng cái tọa độ đặc biệt đấy thì mình quan sát theo xem là ba cái lực ở trên hình vẽ, những lực nào mà gây ra cho cái cơ hệ của chúng ta dịch chuyển theo phương x. Như vậy thì mình sẽ thấy ngay rằng là W1 và W2 vuông góc với phương x, như vậy thì sẽ không sinh công đúng nhỉ, không gây ra cái dịch chuyển theo phương x mà chỉ có mỗi ép đàn hồi thôi, và mình sẽ thấy ngay là ép đàn hồi thì ngược với lại chiều dịch chuyển theo phương x, như vậy sẽ sinh công âm, như vậy thì mình sẽ có công thì bằng lực nhân với dịch chuyển, và mình thay vào công thức thôi, vậy thì mình sẽ có ngay nó bằng ép đàn hồi nhân với delta x. Vậy thì trong trường hợp này thì Qx của chúng ta rất đơn giản, nó sẽ bằng là trừ ép đàn hồi, như vậy bằng trừ kx. Hết giờ các em ra xong lại vào theo ID cũ nhé.